tham con gái gọt được trái khóm nè, dựng trái khóm lên đây con, rồi mình cắt xuống đi. Ok. Ôi, con gái gọt được trái khóm nè, lần đầu tiên nè. Gái giỏi ghê chưa? I know. Đó, con gái lần đầu tiên gọt được trái khóm cho mẹ nó ăn. Right? Oh my gosh, I'm so smart. Ôi, giỏi dễ sợ chưa? Oops. Đó. Cắt khóm rồi ăn. Ok, what next? Half again. Lần đầu tiên nó cắt được trái khóm nè. Đó. Ok. Giống mẹ nó cắt ghê không? Giỏi quá, con gái hôm nay giỏi ghê luôn. Đó. Cái gọt khóm rồi đó, mẹ mốt quá, gọt mà ăn. I don't know how to end the thing. Okay. Right here. Wow, đó, giỏi ghê chưa? Again. Giỏi quá. Con gái gọt hoàn toàn nguyên được một trái khóm luôn nè. Gái vừa gọt vừa ăn luôn, mới ghê. Giờ nó cắt được trái khóm. Wow, so pretty. So pretty ha. Huh? Đó, giờ con biết cắt rồi phải không? Con nhớ mẹ dạy chưa? No, just checking. No, một miếng thôi. Con cắt bỏ cái kia đi. Đó, con cắt bỏ cái đó đi. Chừng đứt tay đó. I'm a professional, I don't cut my finger. Cắt gì ít nhỉ? To save the meat. Save the meat. My jokes. Ghê quá. I'm so funny. Hay quá. And then we cut. Còn phải cắt bỏ cái cùi. Oh well. No. Xay lại. Con dựng lên. Con dựng lên. Yes. Rồi cắt xuống. Xích vô chút. Ừ. Xích vô. Ôi ôi. Cắt gì ít vậy? Bỏ các cái cùi á, khi mà con ăn á, con không có bị rát cái lưỡi. Đó, rồi con cắt thành miếng. Cái miếng lớn, miếng nhỏ gì tùy con. Wow. Đó. Con thấy con cắt khớm được rồi đó. Thấy ngon ghê chưa? Gái này giỏi quá. Gái này biết gọt khóm rồi đó. Giờ mẹ mốt gọt khóm cho mẹ ăn đó nha. Ok. Sure. Hay quá. Rồi, làm miếng muối ớt nữa đem ra chấm khóm ăn. Rồi. Mẹ chúc con gái mẹ mốt nhớ rồi cắt khóm như vậy nghe chưa? Ok. Lần đầu tiên con gái cắt được dĩa khóm nè, cho mẹ nó ăn nè. Ngon ghê chưa? Lần đầu tiên nó biết cắt đó. Thôi làm miếng muối ớt chấm ăn nha con. Để miếng muối ớt lại đây ăn. Đây là con gái cắt được dĩa khóm rồi, giờ chấm muối ớt ăn. Ngon quá chừng luôn. Lần đầu tiên con gái cắt được cho mẹ được trái khóm ăn. Mẹ cảm ơn con nha.
đi con.